vị các bạn, hôm nay Livevo mời quý vị các bạn cùng Livevo đi dạo qua con đường Phước Long của Nha Trang quý vị. Mé bên tay trái kia là cái đại lộ, cái đường vành đai 2 ấy, đại lộ vành đai 2 á. Còn đường dự án vành đai 2 đó là nó đi lên đường Quảng Giáp, cái ngang Quảng Giáp lên nút giao thông Ngọc Ngọc Hội á, cầu vượt Ngọc Hiền và nút giao thông Ngọc Hội. Đó, con đường đó là dọc cái bờ sông sông Tắc rất là đẹp. Đây là khu đô thị Phước Long nữa này. Chỉ cắt cái chỗ này, còn đây cái mương nước hay sao? Đó, ở kia là đường vành đai 2 á mày. Đó, khu đô thị nhìn thấy rộng rãi ghê không mày. Khu đô thị Phước Long.
An Bình Tân. Mình đi thẳng ra kia nữa ha. Mình dạo vòng chỗ đây. Mình ra đây cũng đụng đường. Ra đây cũng đụng đường vành đai rồi nè. Đó, con này nhà cửa lên lóc rất là đẹp quá trời luôn. Chưa lên. Mai mốt mà con đường này mà cây hai bên đường này mà nó lên nó cao lên là nó mát lắm. Mát cực kỳ luôn. Rất là đẹp luôn. Con này có tiền mua đất không? Mua đất cũng có được nó mà xây nhà. Dành cho người thu nhập cao thôi. Thu nhập thấp thấp thì chắc mua không nổi rồi. Mặt tiền đường vành đai này các bạn. Vừa rồi Lan Travel chia sẻ về cái khu đô thị An Bình Tân. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Xin chào quý vị.